trong ngày 16 tháng 4, nhiều nơi tại Hàn Quốc đã tổ chức lễ kỷ niệm 8 năm thảm họa chìm tàu Sewol. 16 tháng 4, 2014, vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày, hiệp hội các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa chìm tàu Sewol và quỹ ngày 16 tháng 4 đã tổ chức lễ tưởng niệm tại công viên Hoa Đăng, thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi, Chang Ejin, một nữ học sinh trường Trung học phổ thông Tanwon, thành phố Ansan, từng có mặt trên chiếc tàu định mệnh năm nào giờ đây đã trở thành một nhân viên cấp cứu 26 tuổi. tại lễ tưởng niệm, cô đã đọc bức thư gửi gắm niềm thương nhớ tới những người bạn đã khuất, khiến nhiều người không kìm được nước mắt. thủ tướng Hàn Quốc Kim Bu cũng đại diện chính phủ có bài phát biểu tưởng niệm, xin lỗi vì chính phủ đã không bảo vệ được tính mạng người dân, không bảo vệ được người thân của các gia quyến. một số gia quyến của các nạn nhân trường trung học phổ thông Tanon đã lên tàu tới vùng biển thuộc huyện Chinto, tỉnh Nam La nơi tàu Zewer bị chìm 8 năm trước. Họ rắc hoa anh đào và hoa cúc lên biển, an ủi những người con đã không thể đón mùa hoa rực rỡ trong cuộc đời. Một lễ tưởng niệm khác cũng được tổ chức tại công viên gia đình Inton, nơi an nghỉ của 43 nạn nhân là những người dân thường và hai thợ lặng hy sinh trong quá trình cứu hộ. Đại diện gia quyến tuyên bố họ sẽ còn tiếp tục chiến đấu, dù là trong vòng 80 năm nữa, để tìm lời giải đáp cho câu hỏi tại sao tàu Sewer bị chìm, tại sao người thân của họ lại không được cứu hộ. Một nghi lễ mặc niệm đã được tổ chức vào đúng 4 giờ 16 phút, ngày 16 tháng 4. Ngoài ra, Tổ chức Dân sự Liên minh Người dân về Lời hứa ngày 16 tháng 4 đã tổ chức lễ thắp nến tướng nhớ 304 nạn nhân thiệt mạng tại không gian tưởng niệm tàu Sewol, phía trước trụ sở Hội đồng thành phố Seoul. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chỉ thủy Ủy ban điều tra đặc biệt phụ chức diệt khuẩn máy tạo ẩm và thảm họa chìm tàu Sewol, gọi tắt là Ủy ban điều tra đặc biệt các sự cố thảm họa xã hội nỗ lực tới cùng để làm rõ sự thật. Tổng thống đắc cử Yoon suk yeol thì nhấn mạnh việc xây dựng một đất nước Hàn Quốc an toàn chính là cách tưởng nhớ các nạn nhân một cách thành tâm nhất.